Chỉ còn ít ngày nữa thôi, các bé sẽ trở lại trường để đón chào năm học mới. Ngay từ bây giờ, không ít các bậc phụ huynh đã lên kế hoạch sắm sửa đồ dùng học tập, quần áo và không thể thiếu những đôi giày dép xinh xắn cho các con. Trong chuyên mục phong cách của bạn tuần này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem xu hướng thời trang giày dành cho các bé năm nay có gì nổi bật nhé. Thiết kế giày dép cho trẻ em theo hình ảnh nhân vật trong các bộ phim hoạt hình vốn rất được các bé ưa chuộng. Nắm bắt được nhu cầu đặc biệt của các bạn nhỏ, thương hiệu Beatis đã nhanh chóng nhập cuộc khi là công ty sản xuất giày dép duy nhất tại Việt Nam mua bản quyền chính thức hình ảnh hai nhân vật hoạt hình nổi tiếng Doraemon và Batman để sử dụng trong các mẫu thiết kế dành cho trẻ em bên cạnh các bộ sưu tập truyền thống. Mùa tụ trường năm nay, Beatis tiếp tục cho ra mắt bộ sưu tập giày dép cho bé yêu từ hình ảnh các nhân vật hoạt hình nổi tiếng này, hứa hẹn sẽ chinh phục được những vị khách hàng nhỏ tuổi. Các nhân vật trong bộ truyện Chú Mèo Máy đến từ tương lai Doraemon không chỉ làm các bé say mê trên sách truyện hay phim ảnh, mà khi được chuyển tải qua những mẫu giày dép cũng được những fan hâm mộ nhí ủng hộ. Lấy cảm hứng từ câu chuyện siêu anh hùng Batman, bộ sưu tập giày dép Batman tái hiện hình ảnh người anh hùng Batman đối đầu với kẻ thù, tiêu diệt cái ác, làm việc thiện cứu người. Những hình ảnh hoạt hình trong bộ sưu tập này đã được phác họa rõ nét, in sắc sảo, tinh tế trên nền tông màu tối sẫm như đen, xám đậm, nâu đậm, xen kẽ màu đỏ đậm, vàng đậm, xanh dương, tạo cảm giác mạnh mẽ, cá tính, giúp mang lại sự tự tin cho các bé trai khi mang. Bên cạnh đó, điểm nhấn cho mùa nhập học 2015 là bộ sưu tập hoàn toàn mới với tên gọi Bi, với hình tượng con ong vàng làm chủ đạo. Hình ảnh chú ong nhỏ Bi được xây dựng cách điệu dễ thương, tạo cảm giác gần gũi, từ đó thu hút được sự quan tâm của các bé. Thông qua hình ảnh ong vàng Bi, ba mẹ có thể hướng dẫn cho con mình học được những đức tính hay như sự siêng năng, cần cù, kỷ luật cao, đoàn kết và yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. Trên nền chất liệu si mềm, các thiết kế nằm trong bộ sưu tập con ong, bao gồm dép, sandal, giày cho bé gái. Sản phẩm với kiểu quai mềm, đơn giản, kết hợp với cách phối màu hài hòa, tạo nên sự sinh động, vui tươi cho các bé khi đến trường hay khi tham gia các hoạt động vui chơi ngoài trời. Bộ sưu tập Doraemon có thiết kế đa dạng từ dép xỏ ngón bé trai, bé gái đến sandal và giày búp bê dành riêng cho bé gái. Vậy là các bé yêu thích Doraemon sẽ luôn có các bạn hoạt hình đáng yêu đồng hành trong các hoạt động chơi và học của mình rồi nha. Old King Cole was a merry old soul and a merry old soul was he. He called for his pipe and he called for his bowl and he called for his fiddlers three. Every fiddler he had had a fiddle and a very fine fiddle had he. There's none so rare as can compare King Cole and his fiddlers three. Chọn đồ cho bé yêu chưa bao giờ là đơn giản nhưng cũng không phải là quá khó. Hãy cùng bé yêu đến ngay cửa hàng Beatis gần nhất để lựa chọn những thiết kế giày dép thật tuyệt vời cho mùa tụ trường đang đến thật gần nhé. Every fiddler he had had a fiddle, and a very fine fiddle had he.